Tết quyên hương chung một mái nhà. Cô bạn đồng làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tươi cắt xuyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa dù thế dù bạn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhiều đầy ấm tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc xanh lòng mặt. Bên nhau cho đến lúc sắc lòng bắt đầu con.
kịp hồng. Gần xa loan báo tin mừng, khắp sớm làng đến chung vui ngày cưới. Xem kia áo gấm xe hoa, cùng xinh lễ rượu trà bánh ngon. Hôm nay tiệc nồng hân hoan, mừng cho hoan sánh cùng bên xế quý. Hai bên phố bắc gần xa, về đây để nhấp chung ly rượu trà. Nghe đâu ai cũng khen là đám cưới này xứng đôi ôi vừa nữa. Đến trai chỉ thú làm ăn, còn đến gái nét na nhu mì. Mà ngoại dùng 20 rượu ngoại. Ngoại nhận 200 rượu, ngoại có đôi lời dặn dò cho cháu của ngoại khi về nhà chồng. Là ngoại không ước mong gì hơn là cho hai cháu được nghìn năm hạnh phúc. Nhưng mà ngoại cũng dặn dò con, vợ chồng á, chồng giận á thì vợ làm lành, cơm sôi bớt lửa mới trọn đời trào khen. Ngoại không mong ước gì hơn là cầu chúc cho hai cháu là được trăm năm vẹn nghĩa vợ chồng, nghìn năm kết tóc tơ hồng xe duyên. Ngoại mong ước bao nhiêu dặn dò cháu của ngoại. Ngoại nhận được không? Rồi tao mở cho. Tôi từng mở cái này nè. Cô hồn hôn gì đó bà ngoài. Làm tốn ngon vậy mà để ra thì uống chung rượu là cầu chúc cho hai con nghe trong năm hạnh phúc nha. Tám không có lời giải cho bằng bà ngoại con đâu. Giờ là uống là chung rồi, cái bọc rồi ha, ốc cầu. Bà Tám chung ra. Rồi. Ừ. Rồi giờ bà Tám thì quà cho hai con. Đó. Cầm đồ. Đây. Thôi không có đồ đâu. Ừ. Cầm lấy riêng rồi giờ dĩa cầm. Con. Đây. 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 Đó đó, cuối đồng nhiều đó con. Trong thì bây giờ là mỗi đồng nhiều. Mấy năm mới được uống rượu này lành chị ơi. Đáng không cho hết. Không. Chung đi bà. Con cháu mình cả được mình. Hai đứa bay làm bộ đi. Mình đã tổng mời luôn mấy anh mấy chị đó bữa nay. Thôi đâu sao em đó? Con cháu mình quay là tao đi ra luôn. Ôi, rồi mời hắn bà mình cũng liên cái mình uống cho nó ngọt, chút rượu nó ngọt xíu nha. Ủa bữa nay là bên nhà gái tặng thêm mày không? Thêm. Nhà gái tặng thêm đó. Làm con phải hiểu, ai ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, không ai nuôi
dưỡng công đức sinh thành. Người hỡi đừng quên công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi, làm người ở trên đời nhớ công người dinh dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Uống nước nhớ nguồn, làm con phải yêu công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Rồi mình nhận quà mình nhờ chúng tụi nha. Quen mẹ rồi đó. Mình nhận quà mình mời rượu nha. Góp rượu à. Góp rồi. Còn ai tặng quà nó cứ cho. Đây rồi. Mấy mợ, mấy cậu gì đó. Ừ. Đó. 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 Cậu luôn. Mợ hai gì đó bước ra coi gì đâu. Bên nhau sống cho cậu mời. Cậu ba không có tiền cho. Bao nhiêu nói cậu ba nói. Cậu ừ. Nhiêu. Hai trái ba trái rồi. Trời ơi, màu ba đứa bên kia bảo kia màu ba là ôm cái chơi. Không ba, không ba đâu. Vui vẻ tặng quà cho cháu. Tới cậu năm đi, rồi nó tới cụ á. Cậu năm đi, rồi tới hai chỗ ướt lên. Cậu năm con sao có quài gì ra. Ăn xong đi. Quay ba con ăn. Cái cụ ướt hết rồi. Cậu của em á. Út em của cậu năm nó. Mấy út này. Con vui vẻ. Lúc nào cũng tâm đầu ý hợp. Em nhận hệ thành con đàn cậu đóng nha. Thằng cậu năm mua sữa cậu em. Cái này tôi chết không có gì hết. Cậu 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 hoài cậu. Cậu 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 hoài dữ cậu. Cậu 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 cậu. Trăm thủ chú đẻ ra trăm thủ lên đây. Đây cậu đang bị xê. Khổ quá, có vàng cũng có tiền có đâu. Nhưng có nhiều ngày vui có hai con. Họ đi đám cưới chứ không có vậy. Trăm năm hạnh phúc. Cậu đi mệt ly, cậu đi mệt ly. Mở vô trong đi mệt, mở bơ đứng phía bên trong. Chúc tấm lòng cho hai con. Rồi, chị nhắn qua đi chị. Tự mình giới thiệu rồi con nghe cái mà con đẹp nha cả nhà ơi. Dạ. 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 Dạ.
Nên ba chị ba bỏ cái chút tay là rồi mình muốn gì đây à? Dạ. Đúng vậy, đi mời chú đó chơi. Kêu kêu miếng đi ba là người kia. Sao con hát nhiều kêu mà chút nữa bánh canh cắt đây luôn ha. Dạ dạ dạ. Làm thành sớm sớm nữa. Mà anh em nha, anh Nguyên nói vậy em ghi lễ tới mình là chú Nguyên chị nhé. Rồi, rồi ghi 28 hả? Rồi. Oh,
chú dì dưỡng còn ở bên học đạo uống phụ quý của hai cháu chúc cho hai cháu chúc thầy tổ chức hai cháu ngồi đi ngồi đi mất cả gì tặng cho hai cháu con nội ngoại chú bác cô chị Hiền Hương được tôi vừa lứa hạnh phúc dựng có một cái món quà đặc biệt để tặng cho cháu hai đi luôn nha món ớt con trò pháo rồi cháu tôi cũng có quà để gửi cho hai cháu. Chú Sáu, bác Sáu, chú lên nhà bị tỉ con để hồi cho chú ổn. Con là hủ mất. Lỗ tay cái con để nhà chú đây, lỗ tay. Chúc hoài bẩm nhé. Chú ơi. Hai cầm ba là hai.
lên cô, không ngại cô gì hết. Anh ra rồi cảm ơn anh dường sáu quá. Ở nhà
món quà để tặng cho hai con. À, vậy thì mình nữa cái thích nghi thức lễ quý vị hãy dành một tràng vỗ tay lớn lên quý vị, vỗ tay lớn lên. Chúc phúc cho thanh lan vui lên. Được trăm năm trăm tuổi không ngủ một ngày, sống rất vui sống hoài. Ngày năm phát đạt phát tài, tuổi vô năm ta thì vô ngày tối. Chúc hạnh phúc. Cái phần quà mà cô bác lì xì cho hai cháu thì họ nhà trai tặng cho con hết để con làm không biết là bao nhiêu. Tất cả những vàng cũng quà thì bên họ nhà trai đều cho hai con hết để con làm luôn. À, vậy thì một lần nữa chúc chúc nhau để có ai đi sau đến để cô bác nào đến để chưa có tới thì mời đi bằng giữa nếu hết thì được là để rồi, nó đây là nó chuyện này.